Chào mừng các bạn đến với kênh KM Channel. Như ở tập 6 thì Luigi đã lấy được cái vali của ngài bác học rồi. Bây giờ đang đem xuống cái tầng hầm cho ông bác học nè. Không biết trong cái vali đó có bự bố gì nữa mà ông bác học cứ phải hối Luigi tìm cho bằng được à. Mà các bạn còn nhớ không, Luigi và Mario công chúa đào á nhận được một lời mời đến cái khách sạn này nè. Khách sạn thì sang trọng lắm, nhưng mà qua một đêm thôi thì khách sạn nó biến lại thành như vậy nè. Vì trong đây có một con ma vương nó đang sống ở trong này, và bọn chúng muốn bắt tất cả những người trong nhóm của Luigi. Thôi tới rồi, tới rồi. Ui Luigi, đâu rồi, cái vali của bác đâu? Đưa đây cho bác, nhanh lên, nhanh lên. Dạ đây nè bác. Ui trời, hên quá, cuối cùng nó lại quay trở về rồi. Bác mừng quá. Bởi vì trong này có chứa một công trình nghiên cứu vĩ đại của bác luôn. Giờ bác đã già rồi nên không thể nào đi cùng với Luigi để đi bắt những con ma được. Nên bác đã nghiên cứu ra một quả bối cực xịn nè. Đây 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 đây. Đây là công trình nghiên cứu cuối cùng của bác đó. Slam ma thuật, chất nhờn ma quái. Là cái gì mà lạ vậy bác? Rồi quay lưng lại đây. Bác sẽ gắn nó vô cái máy hút ma cho. Rồi bác sẽ chỉ cách sử dụng sau. Rồi, ngon lành chàng đào rồi đó. Nhưng mà dùng nó như thế nào? Ok, giờ theo bác ra ngoài để bác sẽ hướng dẫn cách sử dụng nè. Rồi, bây giờ giả bộ Luigi sẽ bị bọn ma bắt nhốt vô cái lồng này. Vậy làm sao mà thoát ra được? Úi trời, sao giả bộ gì kỳ vậy bác học? Úi trời ơi, đừng có lo. Cháu chỉ cần sử dụng chất nhờ ma quái là thoát ra được à. Nhớ bấm nút R nha. Vậy hả bác? Mario. Rồi, để em coi nha. Bấm nút R. Mario. Ok, nút ra. Yeah, phát minh của mình thành công rồi. Đã tạo ra một Luigi bằng chất nhờn ma quái rồi. Ok, giờ Luigi chất nhờn, hãy hoạt động theo ý của mình đi. Luigi thật sẽ tạm thời ngủ một giấc. À mà nè nè, Luigi chất nhờn, bởi vì cháu được tạo từ chất nhờn ma quái, còn có thể chui lọt qua những cái lỗ nhỏ luôn đó. Ui đúng rồi, chui qua được khe sắt luôn nè. Thấy chưa, rồi bây giờ thử đi bắt ma xem. Ui, hay quá bác học ơi, con vẫn sử dụng được máy hút ma như bình thường nè. Bắn vũ khí hút và đập luôn. Hay nha. Ôi, sao con bị sao vậy? Ây da, tao quên nói. Vì đây là chất nhờn ma quái, nên mình phải tránh xa nước nha. Nếu không Luigi chất nhờn ma quái sẽ chảy ra và biến mất, quay trở lại với Luigi thật đó. Rồi, giờ làm lại nè. Dạ, bấm nút R. Rồi, bây giờ hãy tìm cách để cứu Luigi thật đi. Cứu Luigi thật. Cái bẫy này là mình thấy quay cái rồng độc này đúng không bác? Đúng rồi, quay lên. Ôi, đúng rồi, cái bẫy được kéo lên rồi kìa. Rồi, Luigi thật ra đi. Ôi mà quên ha, Luigi thật đang ngủ mà. Linh hồn của Luigi thật đang ở trong Luigi chất nhờn ma quái. Ui vậy bây giờ làm sao? Tao quên nói với cháu, Luigi thật đang ngủ vì linh hồn đang ở trong người của cháu rồi. Nên khi mở cái bẫy đến mức cứu được Luigi thật thì nhớ đông cứng lại rồi đưa linh hồn vô Luigi thật để Luigi thật chạy ra nha. Yeah, thành công. Tuyệt vời quá, Luigi bằng chất nhờn ma quái đã cứu được Luigi thật rồi kìa. Vậy là sau này con không sợ bị bắt nhốt nữa nha. Rồi, giờ đi vô phòng thí nghiệm đi. Bác nói một điều bí mật cho mình nghe. Chuyện gì vậy bác? Khi mà chúng ta gắn cái máy dò sóng á, thì bọn ma đã phát hiện ra phòng thí nghiệm bí mật này rồi. Nên giờ bọn chúng đang tìm chúng ta. Cháu phải cẩn thận nha. Thôi, giờ cháu hãy đi tìm Mario, công chúa đào và những người bạn của mình đi. Chắc họ đang mong chờ cháu lắm đó. Giờ bác già bác không đi theo được, bác chỉ có thể ngồi đây để hỗ trợ gọi điện để hướng dẫn cháu thôi. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Thôi cháu đi đây. Ok, chúc may mắn. Ây da, để coi mình có được nút thang máy số 3. Vậy thì bây giờ mình sẽ lên tầng 3.
Hy vọng là Mario, công chúa Đào và ba chú rùng vẫn còn an toàn. Ôi, thang máy nè, thang máy nè. Nhấn tầng 3. Tầng 5 mình đã đi rồi. Ui, thích quá à. Vậy là bây giờ mình giống như được phân thân vậy. Mình có thể tạo được một người vừa mềm vừa dẻo y như chiếc nhờn ma quái luôn. Có thể chui vô được bất cứ chỗ nào dù nhỏ xíu. Ui, tới rồi, tới tầng 3 rồi. Ui, có con ma kìa. Ây, lộn lộn trời. Nãy giờ mình để cái đằng pin rọi vô mặt mình, vậy mà mình tưởng có con ma chứ. Ui, cái thằng này là cái gì vậy? Ở trên thì nó treo hình lá bài kìa, cơ rô chuồng bích. Ý, ở đây có sơ đồ nè. Wow, quần áo, cà phê, cắt tóc, kim cương, quà tặng. Mình đang đứng ở chỗ cái ông người có mũi tên nè. À, vậy là tầng 3 này là trung tâm mua sắm và làm đẹp rồi. Ui, đúng rồi, có cái bảng nè. Ở đâu đâu, để coi đây có gì nha. Để xem trong bức tranh có gì không. Hút ra, hút hút. Ôi ôi ôi. Thì ra trong bức tranh này không có dấu đồ thiệt. Rồi, có mấy tờ tiền à. Hút 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 hút. Rồi, cái toilet này không biết có dấu gì ở trong không mà khóa lại rồi. Ui, ở đây còn có điện thoại nữa. Alo. Alo alo alo. Trời, ai gọi điện mà không chịu trả lời gì hết trơn à. Ý, có vàng, có vàng. Ý, ở đây có căn phòng nè. Ui, đây là một cái toilet chung của cái tầng này hả. À, đây là thùng rác, không có gì hết. Để coi trong này có gì không nha. Ê, cứng quá vậy. Hút, giật. Ui trời ơi, hết hồn à. Thì ra con ma bằng cao su. Em nhỏ nào mà để nhét vô đây hù mình vậy ta. Ê, trong này có gì mà sáng trưng vậy. 1, 2, 3. Giấc. Wow, cái chìa khóa kìa. Ui, cái chìa khóa bằng vàng luôn nha. Không biết chìa khóa này để mở cái gì nữa. Thôi mình cứ lượm đi, biết đồng hồ mình xài. Yeah yeah yeah. Oh yeah. Trước sau gì cũng sử dụng nó thôi. Nên mình cứ thu thập lại. Để coi ở đây có gì không. Đừng có nói là có con chuột ở trong cái lỗ, cái quạt gió này nha. Ui, có một cái lỗ kìa. Cái lỗ này nhỏ quá, sao mình chui qua được. À, mình sẽ dùng Luigi chắc nhờ ma quái. Bấm R. Ok, chắc nhờ ma quái thì rất là trơn và mềm dẻo. Chui qua một cái là lọt liền chứ gì. Ui, đây lại là một cái toilet khác nữa. Mà sao nước chảy tùm lum hết vậy. Ừ, Luigi làm bằng chất nhờn cho nên không dám đụng vô nước đâu. Đụng vô nước là bị chảy liền. Ui, bên kia có một cái viên kim cương màu tím to bự khổng lồ luôn kìa. Nhưng mà giờ sao lấy được ta. Trời ơi, uổng quá à, uổng quá à. Mà dòng nước nó cản lại rồi, sao đi qua. Nếu mà có Mario là Mario nhảy qua rồi. Nhưng mà Luigi á thì Luigi không có biết nhảy, mà còn rất là sợ độ cao nữa. Thôi, làm mọi cách rồi, đều không được. Thôi chui ra thôi. Thôi, đi, đi, đi. Ý, ở đây có một cái cửa nè. Không biết dùng cái chìa khóa nãy được không ta. Mở thử. Ui, mở được nha. Wow, mở một cái cửa này nó lại ra một cái cửa khác. Ây da, gặp Luigi này là Luigi nhút nhát mà cứ ru hoài. À, đây là đây, không phải là cái cửa thường mà là cái cửa xoay. Ui, ui, vô đây là cái gì vậy? Ui, cái gì vậy thân? Đập vô, đập vô. Xe tăng như năm bông hoa ở cùng một rồi. Như năm ngón tay trên một bàn tay. Ui, cái gì vậy? Gì đó, cái gì phát ra tiếng ảnh vậy?